chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh youtube từ chữ lành và khải rất là vui khi ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe thì à, gần đây nhất thì khải có làm một cái video để à, hướng dẫn chia sẻ với quý vị cách à, xác định vị trí và tác động vào ba huyệt vị trong lục và tổng huyệt lục tổng huyệt tức là sáu huyệt vị để mà chuyên trị bệnh cho sáu vùng khác nhau trên cơ thể của chúng ta và ba huyệt đầu đó chính là hợp cốc, liệt khuyết và nội quan. Tương ứng với ba vùng là vùng đầu mặt, trăng hàm mặt, vùng đầu, những cái bệnh lý ở cái vùng đầu của chúng ta, trăng hàm mặt, à, thần kinh vân à, vân. Đấy, rồi là huyệt vị thứ hai là liệt khuyết là cái vùng mà chủ trị cái vùng là cổ cái. Thứ ba là huyệt vị nội quan là chủ trị ở cái vùng ở vùng ngực. Tức là khi mà khó thở tức ngực à, hay là những bệnh lý về tim mạch thì tác động vào nội quan và bây giờ Khải sẽ tiếp tục hướng dẫn cho quý vị cách chúng ta xác định vị trí và tác động vào ba huyệt vị tiếp theo tương ứng với lại ba vùng trong cái lục tổng huyệt. À, huyệt vị thứ tư đó chính là huyệt vị túc tâm lý. Nó sẽ chủ trị những cái bệnh lý ở các vùng bụng trên và bụng giữa. À, huyệt vị thứ năm đó chính là huyệt vị tâm âm giao là nó sẽ chủ trị những cái bệnh lý ở cái vùng bụng dưới hệ tiết niệu và cơ quan sinh dục. Đấy, và huyệt vị thứ sáu là huyệt vị cuối cùng là nó sẽ chủ trị những bệnh lý ở vùng thắt lưng đó chính là huyệt vị ủy trung của bàn quan kinh bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt các huyệt nha Trước tiên thì Khải xin phép quý vị à, cho phép Khải để chân như thế này để tiện hướng dẫn nha. À, các huyệt vị à, bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị cách xác định và tác động vào huyệt vị à, túc tâm lý. Đây là huyệt vị của vị kinh. Nó rất là dễ xác định thưa quý vị. Đây là cái chân, cái khớp gối này, khớp gối của cái chân phải này. Thì quý vị sẽ xòe cái, xòe cái bàn tay ra như thế này. Chúng ta sẽ xòe ra ôm sát vào xương bánh chè như thế này. Đấy. Những ngón tay còn lại thì nó sẽ hướng xuống phía dưới. Thì lúc này cái ngón tay à, giữa của quý vị nó chỉ vào vị trí nào? Thì đấy chính là quý vị à, túc tâm lý. Đây, ngay cạnh cái xương này. Đấy, đây là túc tâm lý. Thì à, như Khải nói, quý vị túc tâm lý này là quý vị nó sẽ chủ trị những cái bệnh lý ở vùng bụng trên và bụng giữa. Tức là những cái tình trạng như là ăn không tiêu, chứng bụng này. Rồi là đầy hơi này rồi là tiêu hóa kém này hay là đặc biệt là cái tình trạng trào ngược dạ dày này trào ngược dạ dày thì tác động vào quý vị túc tâm lý này nó cũng sẽ mang lại cái hiệu quả rất là tốt cho nên quý vị để ý à, tất nhiên à, đây là huyệt vị đặc đặc trưng à, đối với cái vùng bụng trên bụng giữa còn khi mà chúng ta muốn điều trị những cái bệnh lý về à, hệ tiêu hóa đau dạ dày thì chúng ta cũng có thể kết hợp thêm những huyệt vị, vị khác như là vị, vị trung quản ở trên cái vùng bụng và có thể cách tác động thêm vào huyệt vị, vị lương khâu à, ngay phía sát với trên bánh chè đây khi chúng ta duỗi thẳng ra quý vị thấy một cái điểm lõm phía dưới này đây là lương khâu thì huyệt vị này cũng là huyệt vị, vị của vị kinh à, nó sẽ trị những cái biện lý vị dài dài, bệnh lý về dạ dày bệnh Nga cấp tính ngoài ra do nằm gần khớp gối này thì nó cũng sẽ À, chữa được cái tình trạng là xương viêm đã khớp gối. Đấy. Thì quay lại với quý vị tốt tâm lý, thì khi mà quý vị xác định và chúng ta ấn vào một cái vị cảm thấy tức, ấy. tức tức là hiện tượng đắc khí, thì đấy đây chính là cái vị trí huyệt. Đấy. Thì à, sau khi đã xác định được, à, chúng ta có thể tác động vào đây bằng cách là dùng tay ấn thế này, đấy, ấn ấn mạnh vào. Do cái vùng cơ này nó cứng, nhất, chúng ta ấn mạnh vào. Chúng ta để thẳng chân ra một cách tự nhiên và ấn mạnh vào. Đấy chúng ta có thể ấn dây xung quanh cái điểm này khoảng 2 đến 3 phút hoặc là chúng ta sẽ dùng những dụng cụ để thay thế thì à, ở nhà nha ở nhà quý vị nên lấy những cái dụng cụ như là cây đủ inox này rồi là cái à, chìa khóa này nói chung tất cả những cái vật dụng à, có cái trơn nhẵn cái đầu trơn nhẵn mà chúng ta dùng được để cái đường kính của cái đầu đó khoảng là 8 đến 10 mm như thế này chúng ta dùng để ấn được trong tất cả những cái thủ pháp để tác động khuyệt ấy, thì thường là người ta dùng châm cứu tức là sử dụng kim để châm những huyệt vị này là dùng kim để châm vào đây à, sử dụng những cái thuật phi kim tùy vào thể trạng của người bạn mà thầy thuốc có thể là sử dụng những cái phương pháp bổ tả hoặc là bình bình bổ bình tả Đấy. À, hoặc là sử dụng kỹ thuật cứu đó chính là dùng nhanh giải cứu này đây để hơi nóng và đóng vào. Tuy nhiên, cái kỹ thuật châm thì à, yêu cầu là cái người à, thầy thuốc phải có cái à, kỹ năng chuyên môn. À, cho nên là cái trường hợp mà quý vị thực hành tại nhà thì có lẽ là chúng ta cũng à, không không làm được cái thủ pháp này. Chúng ta có thể dùng cứu để thay thế. Những quý vị nào mà thể trạng hàng lạnh thì chúng ta nên cứu. Còn nếu mà nhiệt quá thì chúng ta nên không dùng. Còn nếu mà đơn giản nhất là chúng ta thì chỉ cần dùng tay để ấn như thế này là cũng đã mang lại cái hiệu quả rồi đấy. Đấy. Thì có thể ấn như thế này hoặc là dùng dụng cụ đó ấn trực tiếp ngoài da như thế này này. Đây. Thì nó cũng sẽ mang lại cái hiệu quả rồi đấy. đấy. dụng cụ thì quý vị có thể là sử dụng những dụng cụ hoặc là có điều kiện chúng ta có thể sử dụng những loại như thế này. Đây là cái dây huyệt bằng bạc. Thân được làm bằng sừng này. Đấy, cái đầu này bằng bạc. Vì sao bạc thì bạc là nó thân thiện với cơ thể và nó có thể trục được những cái tà khí bên trong. Thì trong cái nguyên nhân mà gây bệnh ấy, thì sẽ có cái nguyên nhân là gọi là lục dâm tức là sáu loại tà khí đấy. Thì chúng ta có thể dùng cái kim loại bạc này để trục được những cái tà khí đó ra. Hiện nay thì người ta nghiên cứu và thấy đa phần là do khí lưu huỳnh và bạc là nó lại phản ứng với lưu huỳnh để trục được ra. Đấy. Thì đấy là cái khuyên vị túc tâm lý và quý vị nên tác động một ngày khoảng hai lần sáng và tối và nên làm trên cả hai chân và cách tác động huyệt vị cách xác định vị trí thì nó hoàn toàn như nhau đấy đó là huyệt vị túc tâm lý bây giờ chúng ta sẽ đi qua huyệt vị thứ hai là tam âm giao và tam âm giao là huyệt vị nằm ở mặt cá trong và cách kế mắt cá trong về phía trên khoảng là ba thốn tức là bề ngang của bốn ngón tay của chính chúng ta đặt vào đây thì ngay này ngay cạnh cái xương này quý vị dùng ngón tay trỏ chúng ta ấn vào thấy rất là rõ cái xương như này, này rất là cứng và phía sau cái xương này sát cái gần xương này chính là tâm âm giao, đấy, thì nó có tên tâm âm dao tại vì nó là cái giao điểm của ba đường kinh can kinh tỳ kinh và thận kinh, đấy, à, và quý vị này ấy, thì nó rất là nhiều cái công dụng khác nhau, tại vì nó là giao điểm của ba đường kinh mà nhưng mà thường thì người ta sẽ dùng nó trong những cái trường hợp những cái bệnh lý ở vùng bụng dưới và hệ tiết niệu và cơ quan sinh dục giống như là phần đầu tiên thầy có nhắc qua Đấy. ví dụ như là cái tình trạng viêm nhiễm phụ khoa đã bụng kinh rồi lãnh cảm rồi à, à, đối với phụ nữ còn đối với nam giới thì nó cũng sẽ hỗ trợ trong cái việc là viêm tuyến tiền liệt là liệt dương là xuất tinh sớm Đấy. À, vị tam âm dao này rất là rất là hay Đấy. chúng ta có thể tác động tam âm dao này cũng tương tự như là huyệt vị uh, tốt tâm lý vậy dùng tay để ấn hoặc là dùng dụng cụ để ấn như thế này đây chúng ta ấn trên tay Đấy, hoặc là chúng ta có thể là dùng cái ngải cứu này chúng ta hơi nóng vào đây đốt lên bằng bếp ga hoặc là những cái bật lửa khò. thì nó cháy thì chúng ta hơi gần như thế này quý vị nếu mà sợ bỏng thì chúng ta có thể là dùng cái dùng cái cái ống hơi này để thay thế này đây là cái dụng cụ để hỗ trợ hỗ trợ chúng ta hơi nóng hơi ngày cứu mà không sợ bỏng. đây đốt xong mà chúng ta sẽ cắm vào cắm vào đến nửa cái lỗ nhựa này là được Nhờ chúng ta đặt vào chúng ta hơi nóng quý vị khi yên tâm nó không có cháy cái cái đầu này đâu trong này có cái tấm cách nhiệt thì chúng ta hơi như vậy À, thường thì chúng ta hơn khoảng 3 đến 5 phút Những quý vị nào mà thể trạng hàng lạnh Gây ốm chúng ta hơi nhiều hơn Đấy, Còn những quý vị nào mà thể trạng Nhiệt nóng quá thì chúng ta không nên dùng cái phương pháp này Đấy Dùng tay, dùng dụng cụ để dây ấn này Hoặc là dùng ngại cứu Đấy, Nếu mà quý vị à, Gặp phải tình trạng Mà tê bị chân tay Chúng ta có thể là Dùng thêm cái dụng cụ này Đấy chúng ta lăn Đấy lăn bị tê chân hay là đau nhức do cái tình trạng đau thần kinh tọa đó gây nên thì chúng ta có thể lăn khách chân để giúp lưu thông cái khí huyết lăn khách chân như vậy thì cũng sẽ giúp tác động trên nhiều hiệu vị khác nhau và trong đó có huyệt vị tạo âm giao và huyệt vị thứ ba cũng là huyệt vị cuối cùng trong lục tổng huyệt đó chính là huyệt vị ủy trung của bàn quan kinh thì nó sẽ nằm sau kheo heo chân quý vị này đây là khớp gối nha đối diện khớp gối là heo chân thì ủy trung nằm chính giữa heo chân này đây, thì khải sẽ để một hình ảnh ở bên cạnh để cho quý vị có thể dễ hình dung. thì như trong uh, lý thuyết khải có chia sẻ phần đầu, huyệt vị uy trung là huyệt vị nó sẽ uh, chuyên điều trị những cái bệnh lý ở vùng thắt lưng. À, huyệt vị à, nào? quý vị của bàn quang kinh. bàn quang kinh thì nó đi ngang qua vùng lưng, cho nên những bệnh lý đau lưng, đau thắt lưng thì huyệt vị uy trung này tỏ ra rất là hiệu quả và cũng giống như lưng khâu, tại vì do nằm gần khớp gối, lưng khâu đây, ủy trung đây, cho nên khi mà chúng ta bị sưng viêm khớp gối thì chúng ta có thể tác động vào bảy trung này, thì nó cũng có thể là 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 đỡ. À, ngày xưa ông bà ta thường có câu là đau lưng thì mỏi gối, tức là hai cái uh, hai cái vùng này nó có cái mối liên hệ với nhau. À, thì bây giờ chúng ta đã hiểu rằng à, hai cái vùng này lại có một cái đường kinh đi ngang qua đó, đó chính là bàn quan kinh, đấy thì có nhiều khi chúng ta bị đau gối thì nó ảnh hưởng đến lưng, nhiều khi chúng ta bị đau lưng thì nó ảnh hưởng đến gối. thì, thì cái huyệt vị ủy trung này thì nó giải quyết được hai cái vùng này cả đau đau gối và cả về đau lưng. cho nên quý vị hãy tác động vào ủy trung này. Đấy. chúng ta có thể là à, tự tác động như vậy, dùng tay à, chúng ta ấn như thế này, Đấy. hoặc là chúng ta nằm à, sấp nhờ người khác tác động vào huyệt vị ủy trung. và trên lâm sàng thì à, à, có thể là dùng cái uh, thủ pháp là chăm đối với huyện vị này nhưng mà đối, đối với quý vị thì đơn giản nhất chúng ta chỉ cần dùng tay để ấn vào hoặc là dùng cái dụng cụ này này đây cái uh, búa lớn này, này. chúng ta đánh vỗ vào này cái đầu cao su này chúng ta đánh vỗ vào cứ nhịp nhàng như vậy trong khoảng từ 20 đến 30 tiếng đếm hoặc là dùng cái lăn đôi này chúng ta lăn ngang qua Đấy, lăn ngang qua thì uh, cảm thấy thoải mái và uh, tác động huyệt vị cũng được hoặc là cái dụng cụ bằng bạc này chúng ta đưa xuống dưới chúng ta ấn như thế này, Đấy. thì quý vị thấy tiền cách này thì chúng ta làm cái cách đó. và như vậy thì thông qua cái video vừa rồi khải đã vừa chia sẻ cho quý vị cách để quý vị có thể xác định được vị trí và tác động vào ba huyệt vị trong lục tổng huyệt đó chính là huyệt vị túc tâm lý của vị kinh, huyệt vị tam âm giao, đây là giao điểm của ba đường kinh là can kinh tỳ kinh và thần kinh và huyệt vị thứ sáu, huyệt vị cuối cùng là huyệt vị vĩ trung là huyệt vị của bàn quang kinh. Thì uh, hy vọng rằng uh, qua hai cái video vừa rồi, quý vị đã hiểu thêm về uh, những cái vị uh, trong uh, lục tổng huyệt, uh, những huyệt vị uh, chuyên trị những cái uh, bệnh ở sáu vùng khác nhau trên cơ thể. Và trong những video tiếp theo thì khai sẽ chia sẻ với quý vị những huyệt vị uh, khác trên cơ thể uh, để giúp quý vị có thể thêm kiến thức để chăm sóc bản thân cũng như là chia sẻ cho cộng đồng. À, quý vị có những thắc mắc gì thì có thể là để lại phía dưới phần bình luận của video. Ngoài ra nếu như mà có nhu cầu sử dụng những dụng cụ khai có nhắc tới trong chương trình như là cây búa để đánh vỗ đã thông kinh mạch hoặc là cây lăn cầu gai đôi lớn, đây là cái dụng cụ chúng ta lăn trên cái vùng da. Đặc biệt là những quý vị nào, anh chị nào mà À, làm việc văn phòng có cái tình trạng bị đau mỏi cổ gái đây là cái tình trạng khá là phổ biến thì chúng ta lăn lên cái vùng cổ gái rất là thoải mái hoặc là những cái cơn đau ở cái vùng lưng đặc biệt là thắt lưng chúng ta lăn lên hoặc là tình trạng tê bì cánh tay tê bì chân thì lăn cây lăn đô này rất là sướng hoặc là những cái dụng cụ giá trị bằng bạc này đây thì bạc là cái kim loại rất là thân thiện với cơ thể và có thể trục được những cái tà khí ra bên ngoài để giúp chúng ta phòng bệnh Đấy, thân được làm từ sừng rất là giá trị hoặc là ngại cứu cho quý vị Đây, ngại cứu quý vị có thể liên lạc để khai cung cấp à, một có như vậy là 10 cái điếu như thế này dùng khá là lâu mỗi điếu nó cháy từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng thì một ngày quý vị có thể là chúng ta hơ hai lần buổi sáng và buổi tối Đấy, còn dư thì chúng ta tắt đi lần sau chúng ta dùng tiếp à, đặc biệt là những quý vị nào mà thể trạng hàng lạnh gầy ốm hàng lạnh thì chúng ta nên dùng ngải cứu à, cái khoảng thời gian ngải cứu à, lâu hơn những người khác khoảng từ 5 đến 10 phút người bình thường thì chúng ta khoảng là năm ba đến 5 phút còn những người mà thể thể trạng hàng lạnh chúng ta nên ngải cứu lâu hơn đặc biệt là chúng ta nên ngải cứu vào những huyệt vị để cân bằng âm dương trong cơ thể như là huyệt vị thần khuyết của nhâm mạch tức là chúng ta hơi trực tiếp trên cái lỗ rốn đấy và hơi vào huyệt vị đại chùy của đốc mạch À, đấy thì chúng ta nếu mà hơi những khu vực đó chúng ta nên có những cái ống hơi như thế này chúng ta cắm ngày cứ vào chúng ta hơi đấy. thì nó sẽ tiện hơn chúng ta đặt và chúng ta hơi không sợ bỏng cũng không có làm phiền đến người khác đấy. thì nếu mà quý vị có nhu cầu thì à, liên lạc với khải thông qua thông tin khải có để phía dưới màn hình có thể gọi điện trực tiếp về giờ hành chính à, hoặc là ngồi giờ hành chính chúng ta có thể nhắn tin vào zalo, viber còn nếu mà quý vị nào à, có rền hơn về cái công nghệ thì có thể là vào trực tiếp website để đặt hàng ở trên này thông tin sản phẩm hình ảnh sản phẩm khải có để Đấy, thông thường thì nhắn tin qua zalo thì cũng tiện hơn gửi khải sẽ gửi những hình ảnh để giúp quý vị chọn nó không có bị sai sản phẩm cũng như là quý vị cung cấp thông tin cho khải về địa chỉ thì cũng sẽ tiện hơn Đấy, nhắn tin vào zalo thì sẽ có nhân viên đọc tin nhắn và sẽ tư vấn cho quý vị bây giờ nếu như mà còn thời gian thì À, Khải xin phép quý vị dành ra thêm một một ít thời gian nữa để có thể nhấn vào cái nút đăng ký và bấm vào quả chung để bất kỳ khi nào mà Khải ra video mới thì chắc chắn sẽ thông báo đến quý vị đầu tiên và hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.